Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam ngọc siêu lũ luôn nha. Cây này là lũ thép của cây, lũ thép rinh của cây nhưng mà có tác động máy nha. Đó, có ba dạng, một dạng là lũ thép rinh của cây không tác động máy. Còn một dạng nữa là lũ thép rinh của cây có tác động máy. Một dạng nữa là ghép lũ nha, nhưng cây này là không có ghép lũ. Cây này là lũ rinh của cây nhưng có tác động máy. Đó. Rồi cây này có mã số là 126 nha, hoành gốc là 67, cây cao là 80. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 58 nha. Cây này thì nhà vườn giao lưu là 4 triệu bao ship. 4 triệu bao ship nha. Rồi cây này nếu mà nhà mình ưng ý thì em sẽ tặng một chai màu lũ cánh gián nha. 300ml. Cái này về mình lên màu lũ trắng cũng được, lim xuân phu cũng được. Nhưng mà lim xuân phu thì bên nhà vườn lại không có dùng nữa. Tại vì có con nhỏ nên là cái mùi của nó rất là khó chịu. Nên là bên em chỉ dùng cái màu cánh gián này, nâu đỏ, nâu đất rồi thôi. Nhưng mà màu mà chuộng nhất, ưng ý nhất là màu cánh gián thôi nha. Cánh gián thì lên cái màu của nó giống như cái màu gỗ tự nhiên. Nó thuần mắt hơn. Rồi 4 triệu bao ship cho cây sam ngọc này luôn, không chậu nha. Cây này mà gửi có chậu thì thôi xác định đi ở đợ luôn. Đi ở đợ trả tiền ship luôn. Rồi em xoay cái màn qua phía bên này đi em. Rồi nhẹ nhàng thôi em, giơ lên cao một xíu nữa. Rồi ok, xoay luôn. Rồi xoay luôn em. Ok, VIP luôn. Rồi đẹp đẹp, ok. Rồi thì có cái màn thì nó đỡ loãng á cả nhà. Nó mình nhìn thấy rõ cái cây của mình hơn. Nhiều khi không có màn á thì nó bị phân tán tư tưởng. Sam ngọc nha. Cây này 4 triệu bao ship không chậu. Cây này cũng bán thành phẩm rồi. Cái này về mình cỡ tầm 1 năm nữa là ok luôn, cây ấm chi tàn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.